Kính thưa quý vị, nữ hoàng Elizabeth đến thăm phim trường của Game of Thrones tại Bắc Ái Nhĩ Lan, tên tự Anh Quốc. Sáng ngày hôm qua, nữ hoàng Anh Quốc Elizabeth và chồng là hoàng tử Philip, công tước xứ Edinburgh, đã đến thăm phim trường của bộ phim Game of Thrones, một bộ phim truyền hình của Hoa Kỳ được quay tại Bắc Ái Nhĩ Lan. Nữ hoàng và chồng của bà đã đến phía đông Belfast để ghé thăm trường quay Penhall nằm gần bến tàu, nơi mà một phần của bộ phim nổi tiếng trên đã được bấm máy. Chỉ đạo sản xuất và biên kịch của Game of Thrones là David Benioff và Dan Weiss đã dẫn đầu một chuyến tham quan ngắn qua phim trường của Red Keep và Throne Room. Trong chuyến thăm này, nữ hoàng và công tước xứ Edinburgh đã được giới thiệu về những bộ trang phục và đạo cụ trong phim trước khi gặp gỡ với các ngôi sao của bộ phim như Kit Harington trong Jon Snow, Maisie Williams trong vai Arya Stark và Colette Hill trong vai Lord Varys. Ngoài ra, nữ hoàng Elizabeth còn được giới thiệu về The Iron Throne, chiếc ngai báo được các nhà làm phim sử dụng trong quá trình bấm máy. Rất nhiều người hâm mộ hoàng gia đã chờ đợi cảnh nữ hoàng Anh ngồi lên chiếc ngai vàng sắt. Tuy nhiên, bà đã khiến mọi người thất vọng khi không hề làm như vậy. Theo ước tính thì Game of Thrones hiện đang là bộ phim truyền hình có quy mô lớn nhất được sản xuất tại châu Âu. Không dừng lại ở đó, bộ phim nổi tiếng này hiện còn gây ra sự ảnh hưởng không nhỏ và mang tính tích cực đối với nền kinh tế Bắc Ái Nhĩ Lan. Phần thứ tư của Game of Thrones vừa kết thúc hồi tuần trước. Bộ phim truyền hình dài tập này được thực hiện dựa trên bộ tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn George R.R. Martin với câu chuyện xoay quanh cuộc chiến giành quyền lực của các gia tộc tại vùng đất hư cấu Westeros.